Trước tiên là chúc sức khỏe chị Thành, chị Thư rồi các cháu trong group. Dạ. Sang năm mới mọi người đều có sức khỏe, thành công và thành đạt trong cuộc sống. Thế xin phép chị Thành, chị Thư là tôi muốn chia sẻ tí về vấn đề mà tôi đến với sở tôi quay. Là tôi cũng chỉ là một người tài xế Grab rất bình thường thôi. Và tình cờ trong một cuốc xe coi như là tôi có chở cháu Kim Hữu. Thì từ cái chỗ cháu Kim Hữu này coi như là quen biết chị Thư thì có giới thiệu là đến cái công nghệ sợi cây quay. Thì riêng bản thân tôi sau khi mà được coi như mọi người chị Thư này rồi là cháu chị Nguyễn này là cha gửi cho mấy cái video nói về công nghệ sợi cây quay thì cảm thấy là đây là cái công nghệ của tương lai. Nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho mọi người. Theo cái sự suy nghĩ nông cạn của tôi là như ngày xưa mình cứ nghĩ đi, cách đây cỡ 5 6 năm thôi, mình cầm cái điện, có ai nghĩ là bây giờ mình cầm một cái điện thoại nhỏ bằng cái bàn tay này thôi mà mình có thể cứ nói chuyện với người cách xa mình đi hàng 2.000 3.000 cây số, Dạ. vừa nói chuyện được vừa cứ như là thấy được cái sinh hoạt Dạ. hay làm việc của người ta. Thì đó là, nếu như cái thời điểm đó có nói chuyện với nhau chắc là cái chuyện là không tưởng là mày chỉ nói dóc nói láo làm gì có những cái chuyện những câu chuyện như thế. Hay bình thường tôi nói ví dụ những cái công nghệ đơn giản trong đời sống, ví dụ như cái bây giờ ngày xưa có ai nghĩ được coi như cái lốp xe tự tự lủng tự vá được đâu, đúng không? Nhưng Dạ. bây giờ mình có thể mua một cái lốp xe không có ruột, mình đi trong đó có lỡ không may trên cái đoạn đường coi như là đèo dốc hiểm trở không có dân cư, nhưng mà khi bị lủng, khi bị một cây đinh nhỏ thôi có thể nó tự coi như là vá được và mình vẫn tiếp tục được cái hành trình của mình, thì đó là những cái niềm tin của mình vào tương lai. Thế từ cái chỗ mà nhìn thấy cái công nghệ của xe tôi quay này, cái này nó rất thân thiết với cái cuộc sống, ví dụ như là thân thiện với môi trường này, nó không dùng cái năng lượng tái tạo, nó là dùng năng lượng tái tạo không dùng cái năng lượng hóa thạch, rồi là sau nữa là giảm thiểu được coi như là cái ô nhiễm môi trường, hoặc là coi như là tiết kiệm được coi như là cái diện tích để xây dựng, rồi sau nữa là cái tốc độ nó nhanh. Thì tôi nghĩ mình phải đặt niềm tin vào cái đó Dạ. và cái đó nó sẽ là tương lai, và tương lai chắc chắn sẽ được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Thế còn riêng với các cháu bây giờ đang còn trẻ thì chú chúng mong muốn thế này này, cái cơ hội đến với con người ít lắm, Dạ. bản thân mình phải biết nắm bắt cơ hội, mình cảm nhận được là những cái đó đem lại cái hạnh phúc cho mình Dạ. thì mình sẽ dốc lòng mình làm những việc thôi. Thì tôi cũng nói từ câu trao đổi vậy nhé. Dạ, con cảm ơn Chú chú. hôm cũng quan tâm đến cái gói Happy New Year đấy. Dạ. Cố gắng mình, nói chung là con thì con cũng biết rằng là có nhiều người tới khi mà mình tới già rồi mình mới có nắm được cơ hội. Thì nói chung là tụi con rất là may mắn khi mà đã biết đến cơ hội này sớm. Thì hôm nay nghe được cái sự chia sẻ của chú thật sự cũng chạm rất là chạnh lòng, rất rất là nhưng mà thật sự rất là may mắn khi mà bây giờ có cơ duyên tất cả chúng ta đều chung một cái một mục tiêu là chia sẻ và lan tỏa cái giá trị này. Thì hôm nay rất là vui khi mà con gặp được chú và được nghe chú chia sẻ. Hy vọng là sẽ chúc chú năm mới là sẽ thật nhiều sức khỏe và có thể gom thêm thật nhiều cổ phần để sau này mình có một cuộc sống nó an nhàn hơn, thoải mái hơn. Con chúc chú sức khỏe dồi dào nha. Chú ơi, cảm ơn. Dạ. Một, không có cửa làm cổ đông của hãng máy bay, ví dụ Boeing. May quá, có Skyway, máy bay không người lái, sức chở 1,5 tấn, phù hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc xây dựng tại địa hình hẻo lánh, phức tạp. Quân đội Nga cũng rất thích máy bay của ta. Hai, không có cửa làm cổ đông công ty phân bón. May quá, có Skyway, mùn sinh học Unitera, đất màu mỡ nhé, đẳng cấp hơn phân bón hóa học nhiều. Ba, không có cửa làm cổ đông VinFast. May quá, có Skyway, ô tô điện cho người khuyết tật và người bình thường. 4. Không có cửa làm cổ đông công ty gương kính. May quá, có Skyway, kính chân không xây dựng. 5. Không có cửa làm cổ đông công ty điện lực tại Việt Nam. May quá, có Skyway,
điện sản xuất từ mặt trời và gió dùng cho tàu không hết thì bán bớt. 6. Không có cửa là cổ đông tập đoàn kinh doanh bất động sản thành công lớn ở Việt Nam. May quá có Skyway với bất động sản thuộc thành phố tuyến tính, nhà thông minh với công nghệ tự cung tự cấp. 7. Không có cửa làm cổ đông cho một tuyến đường truyền thống nào hay nhà ga, bến xe, hãng sản xuất xe công cộng nào. May quá có Skyway, không những cung cấp đường xá mà còn tàu và cả một hệ thống hạ tầng đi kèm. 8. Không có cửa làm cổ đông của công ty vận tải hành khách nào. May quá có Skyway, sau này cũng có những con đường riêng để khai thác vận hành giá rẻ giật mình. 10 đô trên 1.500 km, đi nhanh, rẻ, an toàn, tiện nghi, không đông khách mới là lạ. 9. Không có cửa là cổ đông của công ty logistics nào. May quá có Skyway với công nghệ cảng biển và vận chuyển hàng hóa giá rẻ giật mình, 1 đô trên 100 tấn trên 1 km. 10. Không có cửa làm cổ đông của công ty khảo sát, tư vấn thiết kế và xây dựng nào. May quá có Skyway, ngành đặc thù nên làm hợp đồng chọn gói từ khâu khảo sát thiết kế. 11. Không có cửa là cổ đông cho... Ôi thôi mệt quá, còn quá nhiều không kể nữa đâu. Đầu tư có tí tiền mà đồng sở hữu cả một tập đoàn có cả trăm công ty con với cả trăm mảng kinh doanh. Cơ hội khởi nghiệp có 102.